Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, dự cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tin chi cực sốc, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, gặp thời đổi vận, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được thần tài ban lộc liên tiếp, ngồi không cũng hứng bạc tỷ về tay, giàu có thần tốc sau một đêm. Thưa quý vị thân mến, dù cuộc sống có muôn vàn bộn bề phức tạp, dù con người có lớn khôn và trưởng thành, sẵn sàng chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi những lúc bị vận xui đeo bám, dù có cố gắng cũng không thể nào giải quyết hết được. Vậy có nên buông xuôi và phó mặc cuộc đời mình cho số phận hay không? Theo các nhà tử vi học hàng đầu thế giới, thì vận xuôi và như ăn điều kém may mắn là điều tất yếu của đời người. Còn nếu theo khoa học thì đó là do ta chưa đủ năng lực, hay do có tiểu nhân ngáng đường và hãm hại. Nhưng theo góc nhìn tâm linh thì đó là nghiệp mà bạn phải trả ở trong cuộc đời này. Và để hóa giải nó không phải là không có cách. Chỉ cần nắm được trọn vẹn lá số tử vi cuộc đời mình ở từng giai đoạn, thì chắc chắn cuộc đời sẽ suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều. Và theo hé lộ mới đây nhất về vận trình của 12 con giáp, khi bước sang năm 2024, con giáp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, sẽ có được những may mắn mà bề trên ban cho đúng 4 tháng đầu năm 2024 này. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội hốt chọn lộc lá, mà đổi đời thoát khỏi cảnh nghèo khó cơ cực trước đây của bản mệnh. Cuộc sống từ nay về sau sẽ bình yên và hạnh phúc bên người thân con cháu. Vậy ngay sau đây hãy cùng chiêm nghiệm lá số tử vi chi tiết để cải vận đổi đời quý cô bác tuổi Mậu Thân nhé. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa. Căn cứ theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi hỏa sinh thổ, được đánh giá là rất tốt. Căn mậu tương khắc với can giáp, địa chi thân tam hợp với thìn, và tính đến năm 2024 này thì quý cô bác cũng đã bước sang độ tuổi 57. Lời khuyên cho quý cô bác là ở độ tuổi này hãy chăm chỉ và biết cân nhắc lựa chọn thì sẽ vượt qua được mọi vấn đề để đạt được thành công nhất định. Mậu Thân luôn là người đem đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, cô bác luôn nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị độc đáo. Mọi người yêu quý bản mệnh bởi sự thân thiện, cười mở và hài hước. Cô bác tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục. Bởi vậy mà cô bác rất thích kết bạn và gặp gỡ với những mối quan hệ mới, nơi bản mệnh đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh và buồn chán. Chính vì những nét riêng trong tính cách vô cùng tốt đẹp, cho nên cô bác tuổi Mậu Thân hãy an tâm khi bước tới bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời nhé. Tuy nhiên, khi bước sang 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn tới đây, cô bác hãy lắng nghe một số lưu ý sau để cuộc sống thêm phần an yên và thuận lợi. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp, tuổi Mậu Thân sẽ có những sự nghiệp bình ổn, mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển. Bản mệnh là người giỏi ngoại giao và sống đức độ. Mậu Thân thường xuyên nhận được sự giúp đỡ và quý trọng của mọi người xung quanh. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người của mình. Đó là lý do tại sao cô bác tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó.
Những người này khi làm việc tập trung cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn đã không thể giải quyết được. Bởi vậy mà tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm ỷ lại vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Sau tuổi 50, sự nghiệp thành công là rất quan trọng đối với cô bác tuổi Mậu Thân. Lúc này cô bác đã không còn trẻ, không còn nhiều tâm sức để lao động cho sự nghiệp. Tuổi già sức trẻ, không có việc làm và thu nhập cũng không ổn định thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu quý cô bác có một sự nghiệp đáng tự hào ở sau tuổi 50 và nó sẽ mang lại rất nhiều tiền một cách đều đặn thì cô bác có thể gần như vô tư, an nhàn trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Còn cha mẹ thì con cái của cô bác rất hạnh phúc vì cô bác. Thứ hai, về tình hình tài chính, tuổi Mậu Thân khá tích cực. Bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ở độ tuổi 50, cô bác tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài sản, tài chính sáng suốt, hay hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp cho tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn về tài chính. Là đấng sinh thành cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con, ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều. Họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả hơn. Tuy nhiên có câu dạy rằng, dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ tiền ra công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời con cháu. Do đó, trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ, chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kể cận để chăm sóc. Lúc này nếu chẳng may quý cô bác đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói, người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ, luôn trụ vững dù giữa cuộc đời cuộc sống có dông tố ra sao. Khoản tiền này vừa giúp chúng ta không phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này cô bác mới đỡ muộn phiền âu lo. Thứ ba, về tình cảm gia đạo của tuổi Mậu Thân. Cô bác nữ tuổi Mậu Thân luôn hy sinh nhường nhịn và vô cùng đảm đang, là mẫu người của chuẩn mực xã hội, là con người của gia đình. Khi đã kết hôn thì cô bác sẽ hết lòng vun đắp cho cuộc sống hôn nhân gia đình, luôn là nguồn động lực cho chồng con. Cô bác có tính khí ôn hòa, tuổi trẻ nhiều khó khăn, tuổi già phúc thọ, tiền của hưng vượng. Tuổi này là mỗi người khẳng khái trầm tĩnh, thường là người hiền lành, thích ở trong nhà và về phương diện tình cảm thì lại thích sự ổn định hơn. Quý ông tuổi Mậu Thân là những người cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, rất quan tâm yêu thương gia đình. Đôi khi cô bác lại hay gia trưởng và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống, ẩn sâu trong lớp vỏ ngoài lạnh lùng cứng nhắc, là một tâm hồn khao khát được yêu và sẵn sàng vượt qua những thăng trầm khó khăn trong cuộc sống. Nam tuổi Mậu Thân là người có nội tâm vô cùng phong phú, giàu tình cảm chân thành và ấm áp. Thứ tư, về sức khỏe. Bước sang tuổi 57, cô bác tuổi Mậu Thân nên chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Mệnh chủ nên đi khám định kỳ, duy trì thói quen sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, tích cực thì sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong năm 2024, quý cô bác có thể tham gia các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, thiền định để tâm thanh tịnh an lạc, duy trì lối sống lành mạnh, nói điều hay làm việc tốt. Như vậy không những cải thiện được chất lượng cuộc sống mà còn tích đức cải vận. Đồng thời, không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi có thể do áp lực công việc, gia đình mà tâm trạng của quý cô bác thay đổi bất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự làm mình khổ. Lúc này cô bác có thể thử một số hoạt động thư giãn như đi du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý cô bác nhé. Vậy, tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Cô bác cần phải chú ý những điều gì để tránh xa được hung vận, đón may mắn về mình? Hãy cùng lắng nghe nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 1 tuổi Mậu Thân âm lịch, tháng đầu tiên của năm 2024 không phải là thời điểm thực sự thuận lợi đối với con giáp này. Nhiều khó khăn thách thức xảy đến, khiến cho cô bác buộc phải vất vả đối đầu. Sau như vậy không có nghĩa là cô bác không có cơ hội để vượt qua. Thời điểm này mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế cô bác chỉ còn biết cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được.
mà cô bác sẽ dễ dàng cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may mắn là khó khăn ở thời điểm này chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc, chứ không còn sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả đầu tắt mặt tối làm việc, nhưng cô bác không lo có người khác gây rối. Vì thế cuối cùng cô bác cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức mình đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh, cô bác vốn là một người thông minh và tài hoa. Hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc, cô bác hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh cũng khuyên cô bác nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mọi khó khăn mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc trong tương lai. Con đường tài lộc của tuổi Mậu Thân sẽ không thực sự sáng sủa trong thời điểm này do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh đó, việc cẩn trọng đầu tư, cô bác cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm đầu tư kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Trước khi quyết tâm là việc gì, cô bác cần phải phân tích rõ thiệt hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Thời điểm này, cô bác không nên chạy theo người này, người khác, mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh bị thua lỗ. Đại hao cho thấy, cô bác còn dễ tốn tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến cho túi tiền đã không rủng rỉnh, lại càng trở nên eo hẹp. Cô bác cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương thưởng của bản thân. Trong công việc cũng như trong đầu tư, cô bác cần phải nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh để xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗi. May mắn mà Trường Sinh Nguyệt Mã và Giải Thần là các Cát Tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho bản mệnh, khiến cho vận trình của cô bác tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những điều khó, bởi cô bác càng tháo vát nhảy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của quý cô bác ở thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho cô bác trong tương lai. Vì những vất vả trong công việc và những tổn thương trong tình cảm, nên sức khỏe của Mậu Thân cũng khó có thể tốt trong tháng này. Cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực tinh thần, không muốn làm bất cứ việc gì với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài. Tốt nhất cô bác không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi. Để tránh những tổn thương tai nạn bất ngờ, hãy coi sức khỏe của mình là trên hết, chứ nên cố quá kẻo thiệt thân. Nếu có thời gian, cô bác nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tìm cách thích hợp để thư giãn, tránh khiến cho đầu óc căng thẳng. Trong khoảng thời gian quá dài, cô bác cũng có thể tâm sự nỗi niềm với những người thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 2 tuổi Mậu Thân âm lịch, nhìn chung các phương diện cuộc sống của bản mệnh đều phát triển khá hanh thông, nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Khoảng thời gian tháng 2 âm này, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa đối với đồng nghiệp và bạn bè. Vì thế, ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu như bạn gặp phải khó khăn. Nhờ có sức mạnh của tập thể, những việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. Do đó mà cô bác sẽ được tuyên dương khen thưởng. Tuy nhiên, dù thành công rực rỡ đến mấy, bản mệnh cũng cần đề phòng tác động xấu do Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt mang lại. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Xung quanh cô bác cũng có không ít những kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ. Vì thế, hãy cần ý thức được vị trí của mình, luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ lý trí, tránh để bản thân bị lung lạc bởi những lời bàn ra tán vào của người khác. Theo tử vi tháng cho biết, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân có những chuyển biến tích cực hơn hẳn trong khoảng thời gian trước đó. Nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, cô bác có thể tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi, giúp cô bác dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác phát triển. Chỉ cần cô bác có một con mắt tinh đời, nhận ra đâu là cơ hội mình nên nắm bắt, thì ắt sẽ thu về được một túi tiền rủng rỉnh. Nguyệt Lệnh Lâm Mộ tác động, khuyên cô bác chớ nên vội vàng tin tưởng vào lời rủ rê lôi kéo của người khác. Trước khi đưa ra quyết định, cô bác cần tham khảo ý kiến của nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. Tức là vấn đề sức khỏe của Mậu Thân không thực sự lý tưởng trong thời điểm này, Bạch Hổ hung tinh mang tới nhiều dấu hiệu xấu, đề nghị bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, sử dụng đồ vật sắc nhọn nếu không dễ vướng họa huyết quang. Cô bác không nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo.
hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của cô bác không chỉ khiến cho cơ thể phải chịu tổn thương, mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác nhớ duy trì lối sống lành mạnh khoa học, không nên thức khuya dậy sớm, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc cay nóng sẽ gây tác động xấu cho dạ dày. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng của 12 con giáp, người tuổi Mậu Thân có một tháng khá trôi chảy ở phương diện công việc. Rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt con giáp này. Hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía của mình. Sau thiên vu cao chiếu, tinh thần là làm việc trong tháng của bản thân được nâng cao. Vì thế, hiệu suất công việc cũng tăng mạnh, bản mệnh có thể củng cố tài năng địa vị. Con đường thăng tiến rộng mở, các tin này cũng sẽ giúp cho Mậu Thân được giao trọng trách với tập thể. Nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của mình, về sự nỗ lực của chính mình, cô bác sẽ có được thành công xứng đáng. Mọi việc hành thông cũng khiến cho con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn lao. Cô bác đang đi đúng hướng, hãy cứ tự tin vào năng lực của chính bản thân mình. Các mối quan hệ xã giao ngày càng được củng cố, nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Mậu Thân có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm quý nhân cho mình. Bản mệnh vốn khéo léo nên việc này không quá khó. Cần lưu ý, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân mình. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình mà phá hỏng tất cả. Cô bác càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ càng được giúp đỡ nhiệt tình. Tử vi tháng 3 tuổi Mậu Thân âm lịch trông thấy, nhân duyên khởi vương sẽ mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn xảy cho Mậu Thân trong tháng này. Đặc biệt nhờ có chính tài che chở, thu nhập trong tháng chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thời điểm này bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm cho tốt công việc của chính mình. Đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều việc khác. Mậu Thân nên nhớ, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy nghiêm túc làm tốt công việc đem lại lợi nhuận cho chính cô bác, bởi đó chính là cần câu cơm, giúp cho cô bác nuôi sống cả bản thân và gia đình. Việc làm ăn thì ngày càng hanh thông, buôn bán có bạn bè hỗ trợ, nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Một số người quyết định mở rộng quy mô khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về đủ khả quan. Trong khi đó đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, dù vận trình đang thuận lợi, cô bác cũng không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao, kẻo vướng vào những rủi ro khó tránh. Đặc biệt nên tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Bước sang tháng 3 âm lịch, nhờ được cát tinh hỗ trợ, nhìn chung phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân khá bình ổn, không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ tập thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cho cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần trong các tháng sau này nhé. Ngoài ra cô bác cũng cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố tham công tiếc việc tới mức quên ăn, quên ngủ, khiến cho sức đề kháng giảm sút dễ sinh bệnh. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tiếp nối tử vi tuổi Mậu Thân tháng 4 âm lịch này, nhờ được quý nhân bán hợp mà tháng này của con giáp tuổi Mậu Thân sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Những khó khăn trước đây được tháo gỡ, nên cô bác nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi Mậu Thân đang làm chủ có dấu hiệu tăng đáng kể. Tuy nhiên khi có những quyết định quan trọng, cô bác chớ nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vận trình công việc suôn sẻ, còn một phần là do cô bác đã có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nhờ đó mà cô bác đánh giá vấn đề hay giải quyết những sự cố bất ngờ xảy ra nhanh hơn. Theo phong thủy phi tinh, nhị hắc bay về Tây Bắc, đúng vận thì phát tài nhanh. Tuy nhiên, nếu không đúng thì sinh tâm lý căng thẳng mệt mỏi kéo dài. Trước đây bản mệnh làm ăn chân chính thì lúc này mới có lợi. Vì thế nếu ai đang làm việc mờ ám thì nên tìm cách sửa đổi. Tình hình tài chính của tuổi Mậu Thân tháng này đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này sẽ hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng, giúp cho cô bác cải thiện được cuộc sống tốt hơn trước. Cô bác thoải mái hơn trong việc chi tiêu, mua những món đồ mình thích. Thế nhưng, đừng tiêu phà quá tay, đừng sa đà với những món đồ xa xỉ. Cô bác nên dành ra một khoản tiền tiết kiệm, vì việc làm ăn không phải khi nào cũng tốt, cô bác sẽ không biết đâu là thời điểm khó khăn của mình đâu. Ngoài ra,
sẽ có bạn bè hỏi vay tiền khi thấy cô bác đang ăn nên làm ra. Tuy nhiên, nếu họ khó thực sự thì cô bác cũng chỉ nên giúp đỡ một phần thôi. Đừng cho vay mượn quá nhiều, vì có khả năng không chi trả khi họ còn chưa biết tương lai của mình như thế nào. Chấm số sức khỏe là điều mà Mậu Thân khá quan tâm trong thời gian này, khi cô bác nghe tin một số người bị bệnh nặng, tuy nhiên không phải ai cũng biết nên bắt đầu từ đâu. Và cô bác có phần bị rối thông tin khi tìm hiểu trên mạng. Nếu muốn theo đuổi cuộc sống lành mạnh thì cô bác nên hiểu, đó là cuộc sống đơn giản, chỉ là tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học. Cô bác cần chăm sóc giấc ngủ và mối quan hệ xung quanh của mình mới mong cải thiện được tình hình. Hãy thường xuyên mua hoa quả tươi và ưu tiên rau củ quả trong các bữa ăn, thay vì tập trung ăn nhiều thịt như trước đây. Nếu thịt là đồ ăn yêu thích thì cô bác có thể giảm dần, không cần phải ngay lập tức cắt giảm tất cả trong thời gian ngắn. Cố gắng loại bỏ những stress trong công việc cũng như cuộc sống diễn ra hàng ngày. Việc này không dễ nhưng hãy tập mỗi khi bước chân về nhà, cô bác sẽ bỏ mọi thứ sang một bên nhé. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 như sau. Xét tử vi năm 2023, những chiêm nghiệm về dấu hiệu tăng trưởng còn khá mờ nhạt, thì đến 4 tháng đầu năm 2024 này, Mậu Thân sẽ cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đặc biệt là mức độ may mắn và hanh thông của mọi sự việc, hướng hẹn một năm đầy thành công rực rỡ. Tài lộc dồi dào bất chấp thời cuộc, các yếu tố khách quan khác nhau, có thể nói rằng thơ của Mậu Thân đã đến, ví như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu không ngừng, đường số sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Năm Giáp Thìn tới sẽ mang theo một số tin vui cho bản mệnh, công việc có tiến triển vượt bậc, được tăng lương hoặc thăng chức là điều dễ hiểu, kinh doanh buôn bán thuận lợi, thậm chí hợp tác làm ăn lớn, mở rộng quy mô, tiền bạc không ngừng đổ về túi. Có lúc hao hụt, nhưng chỉ là chi tiêu cho phù hợp, chi ra để đầu tư thu về lợi nhuận gấp nhiều lần, âu cũng là xứng đáng. Có điều cần lưu ý, trong năm bản mệnh vẫn đang trong vòng tam tai, dù mức độ ảnh hưởng của hạn này đã nhẹ hơn trước, nhưng vẫn cần nâng cao cảnh giác không được khinh suất, kẻo vướng vào những xui xẻo không đáng có. Vì như đáng lẽ tài lộc kiếm được 10 phần, thì lại bị mất 2-3 phần chẳng hạn. Lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm 2024, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 như sau. Mặc dù 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch được đánh giá là năm cắt lành, may mắn đối với người tuổi Mậu Thân, nhưng không vì thế mà đương số hành sự bất cần, vẫn có những lúc thăng trầm do ảnh hưởng của năm cuối của tam tai. Vì thế để phòng tránh và hóa giải vận xui từ vận này, Mậu Thân nên làm những việc sau. 1. Cảnh tỉnh bản thân bằng lối sống khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng nhiều may mắn, thì đương số lại cần đề cao tính này, luôn giữ vững tinh thần ham học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khi người khác, kẻo vướng phải họa thị phi tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi cô bác đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Có thể cúng dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số hạn xấu trong năm 2024, Mậu Thân có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm, miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần chú trọng mâm cao cỗ đầy. Mậu Thân có thể thành tâm làm lễ, chỉ cần đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, cốc to thân khỏe, thì tự có thành tựu thăng hoa, lời làm, lời nghĩ, gốc yếu thân cụt, tới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dương cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụi lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc, làm ăn kinh doanh cũng như thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả như thế nào cũng sẽ thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian. Hơn nữa,
còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù lớn, dù nhỏ gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cô bác tuổi Mậu Thân nên kết hợp làm ăn với người tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông thuận lợi? 1. Tuổi Tý và tuổi Thân. Tý và Thân được cho là một cặp trời sinh bởi cả hai đều hài hước, vui tính và hòa hợp với nhau. Tý và Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn kinh doanh. Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc. Tý quyết đoán, giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. Tuổi Sửu và tuổi Thân. Sửu và Thân là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng may mắn là sự khác biệt ấy là cầu nối giúp họ xây dựng mọi kế hoạch lâu dài, gắn bó. Tuy nhiên, cặp đôi này khó có thể tìm được tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu chăm chỉ cần mẫn và kiên trì với mục tiêu cố định. Điều đó có vẻ làm cho tuổi Thân khó chịu, khi họ nhanh nhẹn tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất cứ lúc nào. Tuổi Dần và tuổi Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ của Dần và Thân cũng khó có thể duy trì lâu dài. Những người tuổi Dần có sự ảnh hưởng sâu sắc của tiền bạc, địa vị và uy quyền. Họ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu đến khi đạt được những điều mà mình mong muốn. Còn Thân lại thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Khi gặp khó khăn họ dễ chán nản và theo những điều mới mẻ hấp dẫn khác. Tuổi Mão và tuổi Thân. Mão và Thân đều cảm nhận được sự thu hút hấp dẫn của đối phương. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mối quan hệ của họ sẽ nhanh chóng phát triển và ngày càng trở nên gắn bó thân thiết. Mão có phần nhút nhát và thích không gian yên tĩnh, Thân thì ngược lại, năng động sôi nổi và luôn có mặt trong những chốn đông người. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này thực sự hiệu quả nếu như Mão và Thân đảm nhiệm đúng vai trò vị trí của mình. Mậu Thân nên là người lãnh đạo chỉ huy và lập ra kế hoạch rõ ràng, còn Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực, giúp cho tuổi Thân hoàn thành công việc. Tuổi Thìn và tuổi Thân. Thìn và Thân đều là hai tuổi có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng. Nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn nguy hiểm sẽ không khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Thân thì ưa mạo hiểm, còn Thìn thì sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Tuổi Tỵ và tuổi Thân. Tỵ và Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công. Nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra nếu như tuổi Thân quá đề cao vai trò của mình. Hơn nữa Tỵ cũng là người rất tự tin, không muốn thua kém ai. Hai tuổi này đều muốn là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Tuổi Thân và tuổi Ngọ. Thân và Ngọ có nhiều điểm tương đồng với tính cách và sở thích. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ rất khó có thể làm hòa được với nhau. Họ dễ buông xuôi và theo đuổi một cuộc tình mới lãng mạn, vui vẻ hơn. Thân và Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ độc đáo. Họ có thể hợp tác làm ăn với nhau, những mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nếu gặp phải khó khăn, Thân và Ngọ đều có xu hướng chán nản thay đổi mục tiêu. Tuổi Mùi và Thân. Mùi và Thân dù có tính cách và nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng họ lại có thể cùng nhau xây dựng mối quan hệ hòa hợp, gắn bó lâu dài. Bởi Mùi hiền lành và biết nhường nhịn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của tuổi Thân. Ngược lại, nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau, sẽ có nhiều mâu thuẫn bất đồng xảy ra. Mùi nghiêm túc tập trung vào công việc, trong khi Thân thì lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của Mùi. Mối quan hệ này sẽ thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. Tuổi Thân và tuổi Thân. Tuổi Mậu Thân không bao giờ chịu thua kém một ai. Họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt sẽ thường xuyên xảy ra. Tuổi Thân và tuổi Dậu. Hai tuổi Dậu và tuổi Thân có nhiều quan điểm bất đồng, bởi vậy mà tình yêu của họ khó có thể tìm được sự hòa hợp. Tuy nhiên nếu như nghiêm túc yêu thương nhau, Dậu và Thân vẫn có thể duy trì được một tình yêu trọn vẹn lâu dài. Sẽ êm đẹp hơn nếu như tuổi Dậu và tuổi Thân trở thành đối tác làm ăn của nhau. Thân sẽ là người lãnh đạo tiên phong trong công việc, còn Dậu sẽ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ giúp cho tuổi Thân thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả, họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. Tuổi Tuất và tuổi Thân. Tuổi Tuất và tuổi Thân đều năng động trong cuộc sống, sôi nổi trước đám đông. Vì vậy họ dễ trở thành một cặp đôi trong tình yêu. Dường như Tuất có thể hiểu mọi suy nghĩ hành động của tuổi Mậu Thân. Dù họ có cố gắng che giấu, nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn thuận lợi cho sự nghiệp của tuổi Thân. Thân dù đôi lúc cố chấp, bảo thủ, cũng phải cúi đầu ngả mũ trước những thuyết phục lý lẽ của người tuổi Tuất.
hai tuổi này bổ sung hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Tuổi Hợi và tuổi Thân. Hợi hiền lành và nhút nhát sẽ luôn cần sự chăm sóc bảo vệ của tuổi Thân. Hợi cảm thấy ngại ngùng khi xuất hiện trước đám đông, bởi vậy Thân sẽ giúp đỡ cho người tuổi Hợi tự tin hơn trong cuộc sống. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy mà mối quan hệ này sẽ trở nên hòa hợp, gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ thật thà của Hợi luôn khiến cho Mậu Thân tin tưởng, hài lòng. Quý vị thân mến, có câu nói rằng gia đình là đơn vị xã hội nhỏ nhất. Sau khi cánh cửa đóng lại, cách mọi người đối xử với nhau ở mức độ nào đó sẽ quyết định đến diện mạo cơ bản của một xã hội. Hiện nay có một số người cao tuổi lại thân thiện với người ngoài và cáu kỉnh với các thành viên trong gia đình. Họ luôn cho rằng con mình làm gì cũng sai hoặc khoe khoang về con cái để lấy thể diện. Sau 50 tuổi, con cái đã trưởng thành, bắt đầu lập gia đình, có một công việc và cuộc sống riêng. Điều này không thể tránh khỏi những tình huống bất ngờ xảy ra. Con cái sẽ không thể lúc nào cũng hài lòng về cả cha và mẹ. Dưới đây sẽ là 3 điều bí mật của con mà người cao tuổi không nên tiết lộ ra ngoài. 1. Nếu con bạn giàu thì đừng khoe khoang. Trong Tăng Quản Hiền Văn có câu: khách bất ly hóa, tà bất lộ bạch, ý rằng không nên rời xa đồ của mình, của cải không nên để lộ ra vào cuối thời nhà Thanh để chấm dứt tình trạng tiền giả. Các ngân hàng đã nghĩ ra nhiều cách, ví dụ việc thêm hình mờ mờ vào biên lai tiền có con dấu của chủ cửa hàng. Các thương gia sơ Tây còn bí mật xây dựng quy tắc hoạt động lệnh chuyển tiền, sử dụng các ký tự đặc biệt để thay thế các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khiến người ngoài không thể xác định được số tiền, do đó duy trì được tính bảo mật. Đọc trí tuệ của người xưa, chúng ta sẽ thấy rằng những người thực sự giàu có thì sẽ luôn giữ gìn tốt việc bản thân mình có bao nhiêu tiền, ngay cả khi gặp mặt trực tiếp cũng phải giữ bí mật về sự giàu có. Một khi khoe tiền của con ra bên ngoài, bạn có thể cắt đứt nguồn tài chính của con, đồng thời cũng có thể khiến cho nhiều người thân bạn bè phải vay tiền, rắc rối sẽ bắt đầu từ đó. Ví dụ, nếu con cái bạn bắt đầu kinh doanh trái cây, chúng sẽ mua tất cả trái cây trong làng. Sau khi bạn khoe khoang sự giàu có của con mình, nhiều người sẽ ghen tị và sẽ không bán trái cây cho bạn. Vì vậy, có tiền thì không nên khoe khoang. Đây là tâm thức của bao thế hệ con người. 2. Khi con bạn đang yêu đừng công khai điều đó. Dì Lưu người xóm cùng với tôi đã nói với nhiều người rằng con trai tôi đã tìm được bạn gái và cô ấy là cô gái đến từ tỉnh Ly. Nói xong, người dì lấy bức ảnh của con gái ra cho mọi người xem. Bà vô cùng tự hào. 5 năm sau, con trai Du Lưu đưa bạn gái về nhà bàn chuyện hôn nhân. Khi con trai dì Lưu vừa đến cổng xóm, các bà gái trong xóm đã vây quanh cháu, nhìn trái, nhìn phải. Một bà lão nói: này cháu, bạn gái của cháu không giống lần trước, cô ấy không phải là người tỉnh Ly sao? Bạn gái của con trai nghe vậy, lập tức quay người bỏ đi với vẻ mặt khó coi. Cảnh tượng sau đó diễn ra rất xấu hổ. Có thể thấy, trong lời nói của bà lão có hai thái độ. Một là không thích con của người khác và tìm cách phá vỡ cuộc hôn nhân. Hai là nói năng không kiềm chế, bất kể dịp nào đó là biểu hiện của sự thiếu tu dưỡng bản thân. Là cha mẹ, bạn nên cố gắng im lặng nhất có thể. Trong khi con bạn đang trong giai đoạn tìm bạn đời, phải đến khi con cái chính thức kết hôn, thì lúc đó mới nên báo tin mời họ hàng, bạn bè đến uống rượu, chúc mừng theo đúng thủ tục. Việc giới trẻ ngày nay tìm hiểu nhiều bạn khác giới và chia tay nhiều lần là điều bình thường xảy ra. Vậy nên tốt hơn hết bạn nên nhìn vào kết quả cuối cùng và đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm ở giữa. 3. Đừng lo lắng về những xung đột giữa con cái bạn. Đối với những gia đình có nhiều công việc, dạy dỗ chúng còn khó khăn hơn rất nhiều. Đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ tươi đẹp bên anh chị em của mình khi còn nhỏ. Khi con bạn lớn, chúng nên học cách che giấu những điều không tốt và đừng lúc nào cũng nhắc đến chúng. Ở bên ngoài gia đình, các bậc cha mẹ luôn nói về việc con cái của họ không đoàn kết như thế nào và chúng từng đánh nhau như thế nào. Điều này khiến cho người ngoài cười nhạo. Mâu thuẫn giữa con cái là vấn đề nội bộ và cần được bàn bạc nhiều hơn ở nhà. Cha mẹ nên công bằng thì mọi việc sẽ luôn diễn ra tốt đẹp. Đáng sợ nhất là có người biết con cái của một gia đình nào đó không đoàn kết nên gieo rắc bất hòa, khiến đứa trẻ đó lại tình cảm với người ngoài và tranh giành tài sản của người nhà. 4. Đừng phàn nàn về nhiều thiếu sót của cháu bạn. Những người ở độ tuổi 50 trở thành ông bà, nếu như ông bà phàn nàn về khuyết điểm của cháu bằng một cách để làm con cháu xấu hổ, thì như vậy cuộc sống sẽ khá căng thẳng. Ví dụ ông nội cho rằng cháu trai ông lớn lên sẽ hèn nhát vì không dám chật băng, con trai sẽ tức giận nếu nghe được điều này. Làm thế nào con trai lại có thể chấp nhận ông nội giá nhãn cho cháu một cách tùy tiện như vậy? Khi nghe người con trai tin những người lớn tuổi và các dì trong cộng đồng gọi con mình là kẻ hèn nhát,
sự oán hận của anh ta đối với cha mình càng trở nên sâu sắc hơn. Không ai là hoàn hảo, cả con cháu sẽ có những khuyết điểm từ nhỏ, thậm chí là khuyết tật bẩm sinh. Ông bà nên bao dung hơn, khen ngợi con cháu nhiều hơn, dùng điểm mạnh của con cháu để động viên biết tiến lên trong cuộc sống. Tuổi 50 là sự khởi đầu của nửa sau của cuộc đời, đồng thời cũng là thời kỳ chuyển biến trong cuộc đời. Về nhân thân, họ thay đổi từ cha mẹ thành ông bà. Ở nơi làm việc, họ từ nhân viên thành về người nghỉ hưu. Vậy nên, bạn phải chủ động thích ứng với hàng loạt thay đổi. Đừng mang theo những quan niệm và thói quen trong quá khứ của mình đến hết cuộc đời. Hãy là người trưởng thành về mặt tinh thần và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của người trung niên. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.